vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở mùa 14 thì mình chia làm về đó là cô bướm nhỏ nhắn và xinh xắn đó là Carissa. Thì ở clip này mình sẽ mang Carissa đi mid nha anh em. Thì với Carissa đi một chất tướng nói chung cũng khá là dễ chơi. Và đám sát thương của nó thì mạnh, đặc biệt thì trong có bắt tổng nó có sát thương trên diện rộng nữa. Khá là lợi hại nha anh em. Thì hiện tại thì mình nhận thấy đó là Oma Teming SP đáng đó là sáng cửa bua tém địch. Thì mình sẽ ghé qua đó là bua đỏ để trợ giúp nha. Ăn nhanh không chỉ nó biết giờ này, nó mà không thấy trợ thủ phạt là nó vào ấy. Đấy, pha này thì lại nhưng mà quá muộn rồi. Ok, pha này thì chắc có lẽ là lùi. Ôi, tem đích đánh kia, Oma tem mình đánh thì mình cùng lại đánh luôn nha. Hất tung được hai người này. Pha này dùng chiếu luôn này, chắc chắn thì sẽ có màng rồi. Ôi, không phải có màng mà là mất màng anh em ạ. Người là ác cay luôn. Ôi, tự nhiên mất màng kia. Có anh em nào gặp trường hợp này không anh em? Gọi là đến miệng mồm rồi mà vẫn đang còn mật anh em à. Ôi thôi xong rồi, và này đỉnh mệnh rồi. Thế luôn này, gọi là siêu cái khổng lồ luôn. Gọi là theo nào tém địch thì chỉ còn một xíu máu thôi. SP tém địch thì cũng vậy, nhưng mà cái kịp thì mất màng phạt với chuối vào bùi ấy. Quay trở lại thì bị đó là hai người phục kích rồi. Quá là nhỏ cho đôi bản lò. Gọi là đầu game không xuống sẻ rồi anh em ạ. Ok thì nói chung thì bây giờ quay trở lại với trận đấu thôi. Thì nói chung giai đoạn đầu game thì cũng cố gắng tạo được lợi thế thì càng tốt. Không tạo được lợi thế thì cố gắng ốm và farm thôi. Bởi vì chất tưởng Carissa là về giai đoạn late game cực kỳ là khỏe nha anh em. Một bướm cầu đi khoảng 2/3 cây máu của tém địch đó là chuyện bình thường. Thì anh em đi mid nên chú ý nhá, những đợt lính của mình thì đến đó là về farm. Chứ anh em đi gánh mình nhiều thấy đó là anh em đi gánh rất chi là lâu luôn. Đừng ngờ đó là lên ta thân hoặc là ở lên rong cực kỳ là lâu luôn. Vì thế anh em sẽ cực kỳ là thọt khi mà không farm được đám lính mid nha anh em. Bởi vì anh em bỏ qua một đám lính, cho dù anh em có ăn màng đi chăng nữa thì anh em cũng không lời lại được bao nhiêu đâu. Hơn nữa thì anh em còn mất thêm và kinh nghiệm nữa. Nên là cho dù anh em đi gánh đâu đi chăng nữa, thành công hay không thành công thì hãy về đó lén nhánh luôn. Thứ nhất đó là farm được, thứ hai là không để mất trụ. Chứ mình chỉ sở hữu một phát ra ná có thể đẩy bay cái trụ ngay lập tức luôn, không kịp về đẹp nha anh em. Thì anh em di chuyển đường bịt cũng vậy, đừng có bao giờ di chuyển giữa bờ sông một cách hở hánh, hay di chuyển dưới đó là lén này nha anh em. Thì khi đó anh em nếu mà bị phục kích có thể là quay trở lại được. Chứ anh em đi giữa bờ sông thì rất chỉ là khó để quay lại nha. Ấy, pha này dọn tem mình luôn lách đánh vòng kính thế. Chỉ một xíu máu nhưng mà chui vào bụi cỏ rồi lại chui ra. Cả là hay đến từ vị tướng dọn tem mình. Ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về bộ phù hiệu bảng ngọc và trang bị cho Carissa ở mùa 14 này nha anh em. Vậy rồi pha này tem địch lao vào luôn kia. Chơi luôn, hất tung phạt này, chắc chắn thì sẽ có màng rồi và siêu việt dành cho Nocona Carissa rồi anh em ạ. Đáng lẽ là bây giờ mình khá là thơm rồi đấy, bởi vì thực tế thì đầu game do là không có màng, oán uổng của anh em ạ. Đáng lẽ có màng nhưng cuối cùng lại không có màng do mất màng. Mẹ cái, tu lên tem địch gọi là xíu cái khổng lồ. Thì với Carissa thời điểm hiện tại và Carissa thì chắc chắn phù hợp nhất đó là phù hiệu quả câu băng sương nha anh em. Bởi vì thời điểm hiện tại cái liêm đoạt mạnh rất rất yếu anh em ạ. Chỉ còn đó là tồn tại từ phút thứ 3 đến phút thứ 6.
kèm theo đó nữa thì nó chỉ có tác dụng trong vòng 0,5 giây. Quá là yếu cho một đó là cái liềm đặt mệnh, nên chắc chắn bây giờ nhà nhà sử dụng quả cầu băng sương. Người người sử dụng quả cầu băng sương nha anh em. Chơi luôn này. Rồi Tu Len lên bảng điểm số. Đố anh em biết vì sao pha đó mình chưa đủ đá mà Tu Len vẫn lên bảng điểm số. Nếu mà anh em nào biết rồi thì chắc chắn anh em cũng khá là tìm hiểu game, và mình tin chắc rằng anh em sẽ lên danh kim cương rồi. Còn nếu anh em nào chưa biết thì comment phía bên dưới nhé. Và mình tin chắc rằng khoảng 99% là anh em cũng biết rồi. Về phù hiệu thì bên cạnh đó là một quả cầu băng sương cũng như hào hoặc phù thì tăng công thì mình sẽ lên cho nó. Đó là phù hiệu mát tính nha anh em. Cấp 1 thì gia tăng cái khả năng hồi phục, cấp 2 tăng sát thương, cấp 3 sẽ lên cho nó mát tính. Bởi vì combo của Krixi thì thường đó là anh em hất tung bằng chiêu 2, tung chiêu 1 rồi sử dụng chiêu cuối, và khi anh em sử dụng chiêu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức còn lại, giúp anh em có thể là hất tung và dùng chiêu 1 thêm một lần nữa. Về cách di chuyển thì cũng vậy thôi, chờ đám lính mình lên phát là mình phám. Mình phám xong nhanh hơn thì mình sẽ đi gánh thôi, đó là chiến thuật và cách chơi thôi anh em ạ. Cũng khá là đơn giản, phá này lại luôn này, hất tung quầy. Tem địch lui về sâu quá rồi. Cướp, ôi không cướp được rồi. Thì về bảng ngọc dành cho Krixi thì sẽ lên bảng ngọc thế nào cho hợp lý. Thì ngọc đỏ là cống phép và xuyên giáp phép nha anh em. Ngọc tìm 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên đó là cống phép và hút màu phép. Còn ngọc xanh đó là ngọc giảm hôi chiếu nha anh em. Rồi lại giáo tránh rồi anh em ạ. Ghi đu tem địch ulti khá là đẹp pha này. Hất tung nhẹ ná các đốc tem địch này. Quay ná tem địch đuổi theo nhưng mà cái kế thì lên bảng điểm số anh em ạ. Lại có mang xanh chóng binh kèm theo đó thì hai con bua trên chấn nữa. Quá là tuyệt vời, bây giờ thêm cái trường bùng nổ này anh em ạ. Thì có cái trường bùng nổ này thì giúp mình đó là những chiêu thức mất trùng phạt thì gọi là siêu phê luôn. Thì sau cái trường bùng nổ mình lấy cho nó một món đồ xuyên giáp phép, đó là cái mặt nạ ma quái nha anh em. Về trang bị thì chắc chắn đó là lấy những bộ trang bị cùng mạnh nhất dành cho Krixi rồi. Đó là gồm anh em lên đầu tiên thì lên cho nó đó là cái phương hoang lê, tiếp đến đôi giày nhá. Đôi giày mình sẽ lên đôi giày kiến cương. Để lỡ ghi đu có khống chế thì cũng đáng con là có thể thoát thân. 35% kháng hiệu ứng. Sau khi lên hoàn thiện đôi giày thì mình sẽ lên cho nó hoàn thiện đó là cái ngọc đài pháp sư, món đồ cấp 3 của phương hoang lê. Tiếp đến sẽ lên cho nó cái trường bùng nổ, xong cái trường bùng nổ mình lên cho nó một món đồ xuyên giáp, đó là cái mặt nạ, và tiếp đến mình sẽ lên cho nó đó là cái vương miện sống, đó là cái vương miện mình sẽ lên hoàn thiện cho nó cái trường hồn mãng, và cuối cùng đó là giáp hồn mệnh nha anh em. Nói chung bây giờ lượng đám của mình thì rồi fan hay ơi. Ảo tưởng này thì ảo tưởng. Hiện tại thì bây giờ mình vẫn chưa mất cái quả cầu băng sương anh em ạ. Nên là những phá băng vào của mình thì khá là tự tin nha anh em. Tem địch mà gây đám thì mình có thể dùng quả cầu băng sương để có thể hóa giải, có thể là né đám của tem địch. Với phép bổ trợ của Krixi thì mình nghĩ phù hợp nhất vẫn là cái tốc hành. Nhiều anh em có thể mang tốc biến nhưng mình theo mình đó là mang cái tốc hành thì hợp lý nhất. Rồi, pha này dùng quả cầu băng sương này. Thì khi mình hết chiêu thức dùng cái quả cầu băng sương thì khi đó Ngô Không sẽ lở chớn, kèm theo đó thì mình đó là hồi chiếu lại và cái kết thì Ngô Không lên bảng điểm số. Gọi là siêu cái khổng lồ dành cho anh chàng Ngô Khỉ ấy. Mình sẽ chặt nhẹ Ngô Khỉ một phát nhá. Gọi là cười cho Ngô Khỉ một phát. Bởi vì thực tế thì phá đó
mình vẫn đang còn cái tốc hành nữa nên là chạy rất chỉ là ngánh nhánh. Ôi tem na tem đích ở đấy đấy, na tem đích đang ở đấy chuẩn bị bắt đấy anh em ạ. Ok chắc có lẽ là nó ăn bút xanh nha anh em. Ôi thôi xong rồi mình không chơi được anh em ạ. Phát đầu mình cũng chả dài gì mà lao vào nha anh em. Cho dù mình xanh hơn đi chăng nữa nhưng mà một pháp sư đổi râu mà một sát thủ đó là không đến nha anh em. Rồi pha này thì có pha giao tranh đấy anh em ạ. Quả là hỗn loạn và tem đích thì chạy về hết mất rồi. Nà mà giai đoạn đầu game không vùng vẫy được thì thay giai đoạn này để Triệu Vấn nó hành cho thì sập mặt. Triệu Vấn bây giờ thì sánh rồi. Thời điểm này là thời điểm của Vấn cá rồi anh em ạ. Rồi Ngô Không với Nà tem đích định làm gì đấy? Bật cái mưa sau băng lên. Ôi Ngô Không tem đích có vẻ là cái của mình phải. Tem mình tập trung 4 người ở đây mà vẫn đáng con ra rồi nó gõ hai phát rồi tăng hình chạy về. Rồi rồi Ngô Khỉ. Ngô Khỉ yếu quá anh em ạ, đánh không ra đám. Ngô Khỉ mà xanh thì mấy phá đó là mình lên bảng điểm số đây đây. Nói chung nó không xanh nên là mình cũng được phép là chủ quan một xíu nha anh em. Hơn nữa thì tem mình cũng có sự bảo kế tốt đến từ ô má nữa. Ra mà lỡ một nhịp ô má nó choáng phạt thì thôi xong, mình hất tung cho phạt nữa thì đi luôn. Rồi ná tem đi. Ná vào dưới giai đoạn này rồi thì chả làm được gì nữa anh em ạ. Chất tưởng ná là phải sẽ lâu 4 được trận đấu đầu tiên này. Giai đoạn này rồi thì ra Triệu Vấn nó bửa một phát thì sập mặt luôn. Ná bay mau quá nhanh. Đúng là quá nhanh và quá nguy hiểm, trước kịp lửa thì đã lên bảng điểm số rồi. Một nội tài của gió với thêm một ulti của Triệu Vấn là thì có mà chạy lên quần. Đến bo tố rố rồi cũng khóc chứ đừng nói là ná. Mỹ được tem Mỹ gánh thôi. Rồi Ngô Không lại chết tiệt rồi anh em ạ. Tê luôn này. Ngô Không ra lại đến bảng điểm số. Ná ra lại lên bảng điểm số. Rồi chơi luôn này. Một bướm này. Rồi pha này chơi này. Chơi này một bướm này. Rồi pha này bướm luôn này. Bướm đi bướm về này. Có mang anh em ạ. Bướm đi có mang nhưng mà bướm về thì mình không có mang anh em ạ. Để chiều ván án rồi. Ok và chắc chắn thì trận đấu kết thúc ở đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Bye bye.